Xin chào tất cả mọi người đã đến với bản tin này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra cho các bạn một nội dung mà không phải ai cũng biết, đó là về hoàn thuế giá trị tăng. Hoàn thuế giá trị tăng là một nội dung được các doanh nghiệp rất là quan tâm bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp. Cụ thể, câu hỏi ngày hôm nay tôi đưa ra đó là dự án đầu tư cùng tỉnh và thành phố có được hoàn thuế giá trị gia tăng hay không? Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã được quy định rất là cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đầu tiên, tại điểm 3A khoản 3 điều 1 thông tư 130/2016 ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2016 có nội dung quy định về hoàn thuế giá trị tăng đối với dự án đầu tư cùng tỉnh và thành phố như sau. Hoàn thuế giá trị tăng với dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn đầu tư, thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế giá trị tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ việc kê khai thuế giá trị tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế giá trị tăng được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. Sau khi bù trừ, nếu số thuế giá trị tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị tăng cho dự án đầu tư. Sau khi bù trừ, nếu số thuế giá trị tăng đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế giá trị tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo. Về nội dung hoàn thuế giá trị tăng, ngoài việc quy định trong thông tư 130 thì còn được quy định trong luật số 106. Cụ thể, trong luật số 106 thì có quy định về nội dung hoàn thuế giá trị tăng như sau. Trường hợp cơ sở đã đăng ký nộp thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Như vậy, nội dung hoàn thuế giá trị tăng đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, tại luật số 106 thì việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố không hề được quy định cụ thể. Việc này đã tạo nên xung đột giữa thông tư 130 và luật số 106. Chính bởi lý do này mà từ năm 2016 tới đầu năm 2020 thì khi mà các doanh nghiệp gửi đơn yêu cầu hoàn thuế lên cơ quan thuế thì thường bị bác bỏ và không được hoàn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đầu năm 2020 khi công văn 1399 được Tổng cục Thuế ban hành thì mâu thuẫn này đã được gỡ bỏ. Cụ thể, nội dung công văn như sau. Trường hợp công ty cổ phần đầu tư năng lượng miền Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Đà 7.09, công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Bắc có trụ sở tại tỉnh Cao Bằng, có dự án đầu tư mới tại tỉnh Cao Bằng nếu đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới của luật đầu tư, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư, đáp ứng đủ điều kiện về kê khai khấu trừ thuế theo quy định thì được xem xét giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. Như vậy, trong công văn 1399 thì hàm ý của Tổng cục Thuế đó là dự án đầu tư cùng tỉnh và thành phố hoàn toàn có thể được hoàn thuế giá trị tăng nếu như đáp ứng các điều kiện khác cũng như điều kiện về thủ tục